một ấm chè với hương thơm mộc mạc và dành thời gian thưởng thức vào sáng sớm hay sau mỗi bữa ăn đã trở thành văn hóa của người Việt. Có một vùng đất được cho là cái nôi của chè, đó là Thái Nguyên, với thương hiệu đặc sản chè Thái Nguyên vang danh cả nước. Cây chè Thái Nguyên hội tụ tất cả các yếu tố tốt nhất, từ hương trời, vị đất đến bàn tay chăm sóc của con người, để cho ra thứ đặc sản chè Thái Nguyên tinh túy. Chè, cây trồng thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên, mang lại giá trị kinh tế cao, giúp người dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Tổng diện tích chè toàn tỉnh Thái Nguyên hiện khoảng 22.649 ha. Sản lượng đạt 244.502 tấn. Giá trị sản phẩm thu được bình quân trên 1 ha chè đạt 270 triệu đồng 1 ha. Thái Nguyên là vùng đất nổi tiếng đệ nhất danh trà, và chính vì thế mà cây chè có một cái vị trí rất là quan trọng đối với người dân. Ví dụ như ở vùng đất Tân Cương thì có 1.500 hộ, trong đó 96% dân số đã trồng và chế biến chè, và với diện tích đất trồng chè là gần 400 ha với tổng sản lượng bình quân mỗi năm đạt hàng nghìn tấn chè búp khô, thì cái cây chè đã góp phần cho cái sự phát triển kinh tế cũng như là đời sống của người dân Tân Cương nói riêng và người dân Thái Nguyên nói chung được nâng lên rất là nhiều. Không chỉ sở hữu kỹ thuật trồng chè được lưu truyền qua nhiều thế hệ, Thái Nguyên còn được thiên nhiên ưu ái để tạo ra hương vị chè đặc trưng, nức tiếng gần xa. Thì tại Thái Nguyên được thiên nhiên ưu đãi trong một nền khí hậu nóng ẩm mưa mùa, kết hợp với chất đất phù sa cổ rất thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây chè. Tại Thái Nguyên thì có 4 vùng trà nổi tiếng trên địa bàn, và 4 vùng chè nổi tiếng đấy bao gồm có vùng chè Khe Cốc thuộc huyện Phú Lương, vùng chè Trại Cài thuộc huyện Đồng Hỷ, vùng chè La Bằng thuộc huyện Đại Từ và vùng chè Tân Cương thành phố Thái Nguyên. Và 4 vùng chè nổi tiếng đó thì trong đó vùng chè Tân Cương vẫn được đánh giá là vùng chè thơm ngon và đặc biệt nhất nhờ có yếu tố khí hậu và yếu tố thổ nhưỡng. Chúng tôi ở trên này là thiên nhiên ban tặng đất xoài cơm và công tác với con người là dày năm kinh nghiệm. Để có được chè ngon cũng không phải việc đơn giản. Người trồng chè phải chăm bón tỉ mỉ, tuân theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để cây chè được phát triển một cách tốt nhất và cho ra hương vị đặc trưng nổi tiếng như bây giờ. Khi ta muốn ươm được một bãi chè đẹp và lấy được giống tốt thì chúng tôi tìm những cái cây chè lá nó dày, lá nó tròn lá. Về sau này mình ươm và đến khi mình được thu hái thì nó ra những sản phẩm chè nó sẽ ngon. Truyền thống là một tôm hai ná đấy. Đây một tôm như này và hai cái ná. Chè tôm ấy thì nó là một tôm một ná. Hái chè đinh ấy, chè đinh không thì chỉ hái được một cái tôm này. Đây là chè đắt nhất bởi vì cái mùi thơm tinh túy bên trong đấy. Tôi ở đây thì là những người dân mà cũng như là liên kết cùng với hợp tác xã, thì các thành viên liên kết hợp tác xã chúng tôi để cùng nhau phát triển. Chúng tôi sẽ đi theo cái quy chuẩn của nhà nước, ví dụ như là kỹ thuật chăm sóc thì phải tiêu chuẩn Việt Gáp này, đảm bảo hữu cơ này, thì rồi là cấp mã số vùng trồng. Ngoài ra thì hợp tác xã cũng muốn là vừa sản xuất vừa kết hợp với cùng bà con nơi đây, là những người dân mà khi có thể là đến hợp tác xã làm việc thì cũng có cái chế độ tiêu chuẩn và nguyên tắc, nhất là trong những thời gian là chuyển đổi số thì là chúng tôi đã thực hiện về những tưới giàn tưới tự động, thế rồi là tất cả về người lao động
thì có thể là chuyển đổi số cho người lao động là quẹt thẻ rồi là tất cả phải chuyển đổi theo thương mại điện tử hết, để khi bán hàng phải đảm bảo về cái quy trình sản xuất, đảm bảo về những ấm trà cho người tiêu dùng có thể nhận biết rằng là trên tem của hợp tác xã Hảo Đạt từng ấm trà một nó đều có những cái tem truy xuất, nó đều có những mã số mã vạch mà tiêu chuẩn. Thành lập từ năm 2016, đến nay Hợp tác xã Chè Hảo Đạt có 30 thành viên với vùng chè nguyên liệu hơn 10 hectare. Bình quân mỗi năm, Hợp tác xã chế biến được 1.500 tấn chè búp tươi, cung cấp ra thị trường từ 250 đến 350 tấn chè búp khô với giá bán dao động từ 250.000 đến 2.500.000 đồng một cân. Hiện nay, Hợp tác xã có 3 sản phẩm là chè móc câu, chè tôm nõn và chè đinh được xếp hạng đạt 4 sao OCOP. Trong đó, sản phẩm chè tôm nõn là một trong 20 sản phẩm đã đạt OCOP 5 sao. Hình ảnh những chiếc máy sao sấy đều đặn không nghỉ đã trở nên quen thuộc tại hợp tác xã và nhiều vùng trồng chè tại Thái Nguyên. Ngày xưa các cụ là sao kiểu thô sơ nhất là sao bằng chảo ôm. Sao toàn bộ thủ công của anh. Làm được cái sản phẩm chè ngon trên cái chảo ôm thì cái người nghệ nhân phải thật sự truyền cái cảm hứng, cảm nghĩ của người ta vào trong cái chè. Làm ra những sản phẩm tốt thì không nói chuyện là nhàn, phải vất vả, phải năng động mới nói. Chè ngon là chủ yếu phụ thuộc vào cảm nhận của con người. Bây giờ thì không còn ai dùng cái chảo thế, quá lâu. Bây giờ thì nó hỗ trợ về máy móc và công nghệ, không phải ngồi ôm cái chảo như ngày xưa. Việc áp dụng công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại hóa không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn từng bước xây dựng nền nông nghiệp sạch, bền vững. Tuy vậy, nghệ thuật sao và chế biến chè truyền thống vẫn là nét đẹp được gìn giữ và giới thiệu tới bạn bè gần xa qua hình thức du lịch cộng đồng. Đã là sản phẩm ngon, chất lượng tốt thì bên cạnh chúng tôi sẽ xây dựng những căn nhà sàn, những căn hộ thưởng trà dành cho các du khách miễn phí để đến để biết được và tạo dựng được là cái quảng bá cái sản phẩm chè của địa phương Tân Cương. Chúng tôi muốn là hợp tác xã chè nhưng mà gắn với du lịch thì thứ nhất là phát triển đời sống của bà con, mà thứ hai nữa là được thu hút tất cả các du khách ở các vùng miền đến hợp tác xã, là có những khu thưởng trà này, thế rồi có những cái lương trà để trải nghiệm này, thì có những cái khu mà ăn uống rồi là trải nghiệm về làm bánh, làm kẹo lạc trà xanh, khu trải nghiệm nó có từ khi mà chăm sóc rồi thu hái, có thể trải nghiệm những búp chè ngon, chè đặc sản đặc biệt, rồi là chè đinh, chè tôm nõn, thì du khách có thể là tự tay có thể là trải nghiệm mà sao từng ấm trà làm thế nào mà đôi bàn tay của người nghệ nhân truyền tải cho du khách đến trải nghiệm có thể được những ấm trà ngon. Khi mỗi một thành phẩm xong thì pha nước thử uống cảm nhận đặc thù. Nước của cái chè Tân Cương này nó giữ nguyên cái màu xanh vàng của màu mật ong. Đấy là cái truyền thống mấy cái nét của chúng tôi vẫn giữ được. Hình thành gần 30 năm, chợ chè Phúc Xuân, một trong những phiên chợ chè lớn nhất tại Thái Nguyên, vẫn luôn nhộn nhịp người mua bán. Từ đây, những bao chè sẽ có một hành trình mới, được chuyển tới mọi nẻo đất nước. Xa hơn thế, chè Thái Nguyên đang trên đường chinh phục các thị trường quốc tế. Tính đến tháng 5 năm 2022, nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên đã được đăng ký bảo hộ thành công tại 5 quốc gia và vùng lãnh thổ Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhiều doanh nghiệp đã xuất khẩu các sản phẩm chè cao cấp với giá trên 10 đô la Mỹ 1 kg, thậm chí lên tới 100 đô la Mỹ 1 kg. Đây là tiền đề vững chãi để chè Thái Nguyên tự tin bước ra sân chơi thế giới.
Chè là thức quà ngon để tiếp đãi khách đến chơi nhà, là hương vị gợi nhắc về quê hương cho những người con xa xứ. Tới Thái Nguyên, hòa mình trong không gian xanh ngát của những đồi chè, thưởng một tách chè đậm đà, ngọt hậu, ta mới hiểu và yêu thêm tâm sức của người làm chè. Chè Thái Nguyên có hương thơm tự nhiên, vị thơm đượm và chát nhẹ. Và mỗi khi đến với vùng đất Tân Cương thì mọi người thưởng thức trà sẽ được thấy một cái vị đặc trưng nhất, đó là gồm có tiền vị, hậu vị và dư vị. Tiền vị là khi ta mới uống thì sẽ cảm nhận được cái vị chát dịu mà không đắng. Hậu vị là khi uống một lúc sau thì sẽ cảm nhận được cái vị ngọt đọng lại ở nơi cuống lưỡi. Và dư vị là có thể chúng ta rời xa khỏi vùng đất Tân Cương rồi vẫn cảm thấy phảng phất đâu đây cái hương vị của trà Tân Cương thơm ngon và đặc biệt. Đối với người con mà Tân Cương quê hương đất trà thì ở những cụ gia đình nhà mình rất nhiều năm đã truyền tải lại và giữ gìn lại được cái bản sắc gọi là truyền thống. Thì bây giờ mình là những người con có sống theo cái thời đại bây giờ, phải đi theo khoa học làm sao mà năng suất hiệu quả. Thì với cái nghề tâm huyết thì bản thân tôi thì tôi rất đam mê, niềm đam mê về cây chè, có thể là nói về trà rồi là có thể là ăn ngủ cũng nghĩ đến bản thân trà và nghĩ đến người quê hương của mình, là muốn là tạo dựng được một cái nét văn hóa trà.